Lưu ý trước khi xem, đây là phần spoil trước của truyện tranh nên sẽ không có hình ảnh. Mọi người cân nhắc trước khi xem nha. Tiếp tục tập truyện trước. Giang Kiếm Phong thấy Diệp Thần lại trực tiếp la như vậy, sắc mặt đại biến. Đây chính là Giang gia. Ngươi phá hủy bảng hiệu Giang gia, bây giờ còn không đi, đây không phải là muốn chết sao? Mâu chốt vẫn ở cửa không ngừng kêu muốn lệnh Giang Phong Hoa. Giang Phong Hoa nhưng mà được lão gia tử xuống kim bài miễn tử. Giang gia ai dám động? Rõi mắt toàn bộ hoa hạ ai dám động? Diệp thần đây là điên rồi sao? Còn nữa, lão gia tử nhưng mà một mực đem nghiệt chủng diệp thần làm là giang gia. Bây giờ nghiệt chủng giết tới cửa đi, lão gia tử tức giận, diệp thần nào còn có mạng sống? Giang kiếm phong không do dự nữa, thân thể xông tới, năm ngón tay giữ lại bả vai diệp thần, nghiêm túc nói, diệp thần, ngươi chạy nhanh, nơi này ta dẫn ngươi vào. Ngươi đây là sông đại họa à? hơn nữa còn là thiên đại họa diệp thần dư quang nhìn lướt qua trên tay bả vai nhàn nhạt, nhạt nói chuyện này và ngươi không liên quan thậm chí và giang ra không có quan hệ ta chỉ cần giang phong hoa mà thôi diệp thần trong giọng nói tiết lộ ra nồng nặc tức giận hắn tổn thương mẫu thân ta cũng chưa có tư cách còn sống đây là nguyên tắc của ta nếu như ngươi phạm nguyên tắc của ta vậy thì giang kiếm phong ngươi chính là kẻ địch ta dứt lời trong thân thể Diệp Thần lao ra một đạo hồng quang. Một huyết long chỉ như vậy uốn quanh trước Diệp Thần. Hai tròng mắt giữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Kiếm Phong. Tựa như chỉ cần Giang Kiếm Phong không buông tay, nó thì biết thẳng lao xuống đem hắn chiếm đoạt. Lại là hư ảnh huyết long này. Giang Kiếm Phong theo bản năng buông lỏng năm ngón tay, lại là lui về phía sau. Cái huyết long nhìn chằm chằm hắn, lại để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Diệp thần, không nên vọng động, một trưởng kia giang phong hoa ta sẽ giúp bội dung đòi lại thực lực ngươi và cao thủ giang gia chênh lệch quá lớn nếu như cường giả giang gia đi ra thì thật phiền toái đây là giang kiếm phong phát giác cái gì hắn sắc mặt đại biến vội vàng hô diệp thần chạy nhanh không còn kịp rồi lời nói mới vừa rơi xuống một đạo tiếng vang lên muốn đi không có cơ hội một giây kế tiếp mười mấy đạo thân ảnh vọt ra bà cụ giang phong hoa giang chấn nho cùng với đông đảo cao thủ Giang gia. Lão gia tử mặc dù không có đi ra, nhưng là quản gia Giang gia Giang Hải Sơn đi ra. Thấy Giang Hải Sơn thì chẳng khác nào thấy lão gia tử. Có thể thấy lão gia tử tức giận. Tất cả ánh mắt mọi người rơi trên môn biển Tân Vỡ ở mặt đất. Mỗi một người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lại thật sự có người dám hủy diệt bảng hiệu Giang gia. Không muốn sống nữa sao? Mấy giây sau đó, một cổ tức giận vô hình bao trùm. Giang Hải Sơn ánh mắt rơi vào trên mình Diệp Thần, con ngươi hơi co rúc một cái. Hắn dĩ nhiên biết đây là nhi tử Giang Bội Dung Diệp Thần. Cái nghiệt chủng Giang ra gia không buông tha đó. Chính là tên phàm căn phế vật được sinh ra đó. Ngươi biết ngươi đang làm gì không? Phá hủy bảng hiệu Giang gia, làm trọng thương cường giả Giang gia, lão gia tử rất tức giận, cái tức giận này không phải ngươi có thể tiếp nhận. Thanh âm Giang Hải Sơn mang một tia uy hiếp, thậm chí một cổ uy áp vô hình hướng diệp thần đánh tới diệp thần hừ lạnh nói giang phong hoa ở đâu ta chỉ bất quá tới hướng hắn lấy mạng chỉ như vậy mà thôi các người như muốn ngăn ở trước mặt hắn ta cũng xóa đi ê nghe được câu này tất cả mọi người hoàn toàn bị giọng diệp thần sợ không chỉ muốn giết giang phong hoa thậm chí bất luận cái gì ngăn trở người hắn đều phải giết con mẹ hắn vậy quá cùng vọng đi đây chính là ở kinh thành ở giang gia ai cho hắn dũng khí. Ngay tại lúc này, Giang Kiếm Phong vội vàng đứng dậy, chắn trước người Diệp Thần, cười nói, đứa bé không hiểu chuyện, đừng thấy lạ, ta mang hắn rời đi. Giang Kiếm Phong vừa định đi kéo Diệp Thần, một chuôi kiếm lạnh lẽo liền đâm tới đây, chặn đường đi của hắn. Hắn nhìn người xuất kiếm một cái, chính là sư phụ hắn, lão phụ nhân kia. Sư phụ Bà cụ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, kiếm phong, buổi sáng giang bội dung sông vào giang gia, vi sư đã rất nhân từ, thả nàng một cái mạng. Buổi chiều, con trai Giang Bội Dung vậy xông vào Giang gia, ta mặc dù muốn thả qua hắn, nhưng sự việc hắn làm đã để cho vi sư không cách nào nhân từ, bỏ mặc nói thế nào, hắn đều phải cho Giang gia một câu trả lời. Bà cụ giọng cao cao tại thượng, càng giống như là ra gia lệnh. Giang Kiếm Phong con người híp lại, nhìn Diệp Thần một cái, trong tay giống vậy xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm phong chỉ bà cụ. Hắn không có lựa chọn diệp thần là nhi tử duy nhất của giang bội dung hú chi hắn coi trọng diệp thần tuyệt đối không thể để cho hắn bỏ mạng ở giang gia hắn hôm nay nhất định phải bảo vệ diệp thần bất luận như thế nào dù là sau chuyện này hắn tự mình tới lão ra tử trừng phạt gia pháp giam hắn cũng nhận nhưng là diệp thần ngày hôm nay tuyệt đối không thể xảy ra chuyện bà cụ và tất cả mọi người hơi ngẩn ra không nghĩ tới giang kiếm phong lại có thể sẽ vì một cái người ngoài mà lựa kiếm hắn là điên rồi sao kiếm phong ngươi biết ngươi đang làm gì không bà cụ lạnh lùng nói giang hải sơn cũng là nói thiếu ra, ngươi đứng sai đội không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa hôm nay ngươi đem giang bội dung mang xuống nhà lão gia tử đã rất tức giận nếu như ngươi lại u mê không tỉnh lão gia tử bên kia liền đối phó không được ngươi hẳn biết lão gia tử nóng này giang kiếm phong trong mắt cực kỳ ngương trọng không để ý đến tất cả mọi người mà là nhìn về phía diệp thần diệp thần ngươi đi trước nơi này ta là người ngăn trở chạy đi đâu cơ hồ ngay tức thì mười mấy người như một vòng tròn bao quanh diệp thần kiếm ý lóe lên chỉ cần diệp thần dám động một cái hẳn phải chết giang kiếm phong vừa định động kiếm là mở ra một con đường cho diệp thần một cái tay thon dài nắm thanh kiếm hắn nắm thật chặt cữu cữu không cần ngươi ra tay tình ngươi diệp thần ta nhớ nhưng là hôm nay là ân oán ta và giang phong hoa thanh âm diệp thần đạm mạc rơi xuống giang kiếm phong cử động đáng để hắn kêu một tiếng cữu cữu này chắc hẳn buổi sáng giang kiếm phong giống như vậy bảo vệ mẫu thân hắn ai đúng ai sai hắn phân rõ giang kiếm phong nghe được diệp thần kêu lên hai chữ kia giật mình trong mắt có chút kích động hắn nhìn về phía tay diệp thần cầm kiếm bởi vì dùng sức kiếm phong cắt vỡ bàn tay đã dịn ra máu tươi điều này đại biểu quyết tâm diệp thần hắn do dự ba giây, cuối cùng vẫn là rút kiếm ra, hướng phía sau thối lui. Được, nếu như ngươi không đỡ nổi, ta sẽ xuất thủ. Giang kiếm phong đem hết thảy giao cho Diệp Thần. Hắn từ trên mình Diệp Thần nhìn thấu cường đại tự tin, hắn nhớ lại cái huyết long trên bầu trời, hắn nguyện ý tin tưởng Diệp Thần một lần. Cửa giang ra, chỉ còn lại một người Diệp Thần. So sạc ý, bao trùm. Một người ở cửa, vạn người chớ mở ánh mắt diệp thần nhìn lướt qua tất cả mọi người lạnh như hàn xương thanh âm vang lên giang phong hòa là ai một cường giả giang gia cũng không nhịn được nữa cười nói một mình nghiệt chủng ngươi thật đem mình coi ra gì nếu như ngươi không phải là nghiệt chủng còn có tên phế vật cha ngươi làm sao biết gây ra loại chuyện này nghiệt chủng diệp thần cười nụ cười hắn không có chút nhiệt độ nào một giây kế tiếp tại chỗ hóa là một đạo tàn ảnh tốc độ quá nhanh đến tất cả mọi người đều không phản ứng kịp ly hợp cảnh và khí động cảnh chênh lệch giống như thiên địa. Mà thương long huyễn thân quyết chỉ có cách thành ly hợp cảnh mới có thể cho thấy mạnh mẽ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một đạo gió lớn cuộn sạch, thời điểm khi bọn họ cảm giác được không đúng, Diệp Thần đã xuất hiện ở trước mặt cường giả giang ra gia vừa nói chuyện đó. Năm ngón tay tựa như xé không khí, giữ lại cổ của người nọ. Long có nghịch lân, tiếp xúc hẳn phải chết, mà ngươi đáng chết. Người nọ con người trợn to, quanh thân kình khí phun trào, mới vừa muốn ra tay. Diệp thần chân khí bùng nổ, cổ trực tiếp bị hắn vặn gãy. Máu tươi phun ra, giữ tợn đến mức cao nhất. Một cổ thi thể chỉ như vậy tùy tùy tiện tiện ném vào Giang Hải Sơn và bà cụ trước mặt. Khiêu khích, khiêu khích trắng trợn. Ai có thể nghĩ tới diệp thần này ở trước mặt không ít người đánh động, còn xuất thủ như thế, càng dễ dàng giết một người. Giang kiếm phong xa xa trợn to hai mắt, tựa như phò tượng. Còn là diệp thần mà hôm đó nhìn thấy, thực lực lại cường đại đến mức này sao? Coi như là hắn, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay ở trước nhiều cường giả như vậy giết người. Tiểu tử này tốc độ trưởng thành cũng quá nhanh đi. Giang Kiếm Phong thật bị sợ. Thằng nhóc này mới hơn 20. Dõi mắt toàn bộ hoa hạ, cái tuổi tiểu tử này, ai dám như vậy? Giang Hải Sơn và bà cụ con ngươi hơi co lại, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra thân pháp quỷ dị của Diệp Thần mâu chốt thân pháp này tất nhiên có thực lực dựa vào ai là giang phong hoa ta cuối cùng hỏi một lần nếu như các người cũng không cho ta câu trả lời tất cả mọi người đều sẽ chết thanh âm diệp thần thị huyết vang lên hắn trong mắt hiện lên một tia ánh đỏ mặc dù giang hải sơn và bà cụ để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp nhưng là hắn không sợ nếu như không địch lại liền vận dụng lực lượng vị đại năng kia vì mẫu thân ám huống chi một kích toàn lực phá thiên kiếm ý của hắn, hai người này còn chưa nhất định có thể chống đỡ. Ngay tại lúc này, Giang Phong Hoa đứng dậy, trường kiếm trong tay thả ra hơi thở cực mạnh, hắn lạnh lùng nói, ta chính là Giang Phong Hoa, ngươi có thể làm ta thế nào? Xem ra hai chữ nghiệt chủng kia kích động đến ngươi, cái này chẳng lẽ không phải là sự thật. Mẫu thân ngươi, tiện nhân tốt không muốn, và một tên phế vật lập gia đình, làm nghịch ý nguyện lão gia tử, sinh hạ nghiệt chủng ngươi. Coi như ngươi bước vào võ đạo thì như thế nào? các người một nhà vào võ đạo giới là trò cười. Càng không thay đổi được sự thật ngươi là phế vật. Máu trên mình ngươi đã làm bẩn Giang ra. Giang Phong Hoa sở dĩ dám đứng ra nói như thế, hoàn toàn là bởi vì bên người hắn là Giang Hải Sơn và bà cụ. Mới vừa rồi mặc dù được như ý diệp thần, hoàn toàn là bởi vì bất ngờ, bây giờ hai người cảm giác phóng thích. Chỉ cần diệp thần động thủ, tất nhiên đầu người rơi xuống đất. Hắn có gì sợ hãi? Hơn nữa, hắn chắc chắn, thằng nhóc này phải chết. Hủy môn biển Giang ra, giết người Giang gia, tội không thể tha. Giang Kiếm Phong không cứu được hắn. Con ngươi Diệp Thần lạnh như băng rơi vào trên mình Giang Phong Hoa, con ngươi tràn đầy là máu và ý giết. Hắn giống như một đầu sói đói, cuồng bạo đến mức tận cùng. Hắn từng bước từng bước hướng đi tới Giang Phong Hoa, quỳ xuống, cái tay kia động mẫu thân ta mình chặt đứt, ta cho ngươi toàn thầy. Nếu không, ngươi toàn thầy cũng không có. Giang Phong Hoa giống như nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất vậy, cuồng vọng dơ dơ lên tay phải. Thật đáng tiếc, sớm biết ta sẽ dùng 100% công lực, nói không chừng một quyền liền đem mẫu thân ngươi đánh cho tàn phế. Diệp thần không nói nhảm nữa, một cái cất bước, mang cơn giận ngút trời, hóa là tên cung hướng Giang Phong Hoa đi. Đợt khí kinh khủng, chẳng qua là trong nháy mắt, ẩm ẩm bị nổ tung. Mười mấy vị cường giả giang ra trực tiếp ngăn ở trước người Giang Phong Hoa, thằng nhóc, tự tìm cái chết bầu không khí bên trong sân, một mảnh sơ xác tiêu điều. Đi đôi với tiếng nói rơi xuống, không khí tựa như đọng lại. Diệp thần nhìn mười mấy người này, trong mắt lạnh lùng, phần thiên trưởng trực tiếp sử dụng. Một đạo hư trưởng hỏa diễm bỗng nhiên tạo thành. Khoảnh khắc bây giờ, gió lớn phun trào, trong không khí truyền tới từng cơn nổ ầm, giống như huyền sấm nổ tung. Đợt khí cuốn lên trước, một trưởng này không chút lưu tình càn quét đi. Quanh thân Diệp Thần phun trào ra ngọn lửa bước vào ly hợp cảnh hơn nữa lưu lại võ thượng cổ đại năng đủ để nghiền ép thời khắc này quanh thân diệp thần một đạo hỏa diễm bao trùm khí thế cường đại cơ hồ để cho nơi nào có người cảm giác lòng rung động đợt khí lan lộn hết thảy giống như thực chất theo một trưởng của diệp thần đánh ra thiên địa đột nhiên định cách giờ khắc này phảng phất là diệp thần hóa thân trở thành nồng cốt cả thế giới đối mặt một trường kinh khủng như thế những cường giả giang ra kia từng cái trợn mắt hốc mồm là cái thực lực. Gì đây chính là thực lực. Một trường này ẩn chứa lực lượng để cho người sợ hết hồn hết vía. Bá đạo như vậy, bọn họ ngăn cản như thế nào? Thậm chí quyền tránh cũng không có. Bành, mười mấy người ngay tức thì người ngưỡng mã phiên, có vài người thậm chí khạc ra máu tươi tại chỗ. Đợt khí cường đại đem xương sườn bọn họ, tay chân toàn bộ đụng gãy. Thậm chí trên mình còn đạo hỏa diễm khó hiểu xông ra. Thấy một màn này, Giang Phong Hòa bị dọa, nghiệt chủng này tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy bất thình lình đả kích thật là giống như là búa nện đem tim hắn đều chia năm xẻ bảy thậm chí hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước gắt gao núp ở sau lưng giang hải sơn và lão phụ nhân mau mau giết nghiệt chủng này giang hải sơn và bà cụ nhìn nhau ánh mắt rơi vào trên mình diệp thần thằng nhóc đừng u mê không ngộ thu tay lại đi cút diệp thần thân thể xông ra ngoài trực thủ chỗ hiểm giang phong hoa Giang Hải Sơn và bà cụ thấy vậy, lại cũng ngồi không yên, vội vàng ra tay. Hai trưởng sen lẫn đợt khí từng cơn đột nhiên đánh ra. Không chỉ như vậy, thậm chí còn có hai cổ uy áp cực mạnh như núi to hướng Diệp Thần đè đi. Diệp Thần cười nhạt, quanh thân ngưng tụ lực lượng một chút, hai quả đấm bỗng nhiên đánh ra, đảo mắt bây giờ chính là đánh vào trên uy áp vậy. Uy áp tiêu tán, thoáng như sấm rền nổ tung. Đồng thời hai quyền này không có bất kỳ dấu hiệu dừng lại, chân khí ở nắm đấm bắn ra hàn băng, trực tiếp và cùng hai trưởng va chạm. Quyền trưởng giao phong, đột nhiên bây giờ, cả vùng cũng kịch liệt run rẩy. Một cổ đợt khí thực chất, hướng bốn phía bắn tán loạn ra. Diệp thần lui lại mấy bước. Nhưng là một giây kế tiếp, thân thể lại xông ra ngoài. Hắn không dự định ham chiến, giết giang phong hoa mới là mấu chốt. Trong lực lượng hắn không địch lại hai vị cao cấp cường giả giang ra này, nhưng là ở phương diện tốc độ, nghiền ép thương long huyễn thân quyết bước ra thế như tia chớp động như bồn lồi thân pháp quỷ dị để cho người hoa cả mắt phòng không cẩn thận phòng tốc độ cực hạn để cho người không chớp mắt xông phá trưởng ảnh giang hải sơn và bà cụ diệp thần đảo mắt bây giờ lắc mình đi tới bên người giang phong hoa sắc mặt hai người biến đổi muốn đi ngăn lại diệp thần đã không còn kịp rồi rột rột diệp thần đã xuất hiện ở trước mặt giang phong hoa thân hình đột nhiên một lần đế giày cùng mặt đất va chạm, phát ra thanh âm nhọn trói tai. Thế như Thái Sơn, áp đỉnh xuống. Giờ khắc này Diệp Thần, khi thế vẫn nhảy lên tới cực điểm. Ở toàn trường rung động ngay trong ánh mắt, năm ngón tay Diệp Thần một chảo, trực tiếp giữ lại cổ tay Giang Phong Hoa, cường đại lực lượng bung ra. Long âm từng cơn, cánh tay Giang Phong Hoa trực tiếp bị chấn bể. Hóa là một đạo xương máu. Tay ngươi, Diệp Thần ta muốn giang phong hoa trơ mắt nhìn tay mình cánh tay đánh vỡ hắn muốn phản kháng nhưng kinh hãi phát hiện có một huyết long quấn vòng quanh hắn hắn ngay cả tư cách động đậy cũng không có toàn bộ cửa giang ra mặc hắn kêu thảm thiết tay hắn chỉ như vậy đứt không có tay phải hắn còn tu luyện thế nào nhưng là rất nhanh một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa kêu cái gì đây chẳng qua là bắt đầu rắc rắc cánh tay khác của giang phong hoa cũng bị diệp thần bóp vỡ xương máu từng cơn. Thời khắc này Diệp Thần ở hắn trong mắt hắn chính là ác ma. Ngươi rốt cuộc. Giang Phong Hoa mới vừa muốn nói cái gì, Diệp Thần lần nữa một quyền đập ra, một quyền này đập vào bụng hắn. Cơ hồ xuyên thủng, máu thịt mơ hồ. Giang Phong Hoa bay ra ngoài, nhưng là giữa không trung, một cái bóng đen rơi xuống, năm ngón tay Diệp Thần giữ lại cổ của hắn. Cái chết lan tràn. Giang Hải Sơn và bà cụ mặt liền biến sắc mới vừa muốn ra tay một đạo thân ảnh già nua từ bên trong đi ra tất cả mọi người giật mình bởi vì giang lão gia tử tới ngày qua ở giang gia giang lão gia tử bước chân dừng lại trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm diệp thần tức giận nói dừng tay cho ta diệp thần một lần con ngươi lạnh như băng nhìn lướt qua giang lão gia tử cười lạnh một tiếng lực lượng bắn tán loạn đầu giang phong hoa trực tiếp bị hắn bẻ xuống sau đó một câu lời nói nhàn nhạt, nhạt rơi xuống, ngươi là thứ gì, có cái tư cách gì trở ngại ta giết hắn. Đến đây là hết tập 209 rồi nha. Thấy hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha.